Thôi thật kỳ lạ đấy, sao lần nào mình quay nó cũng trúng cái con 5% này không à? Không biết là có bạn nào đã được con 5% này không, chứ tôi đã được một con rồi. Bây giờ con này con thứ hai à, Lightning Bot à, cũng được. Bữa trước quay được xé điêu vô nhận hàng ngày thôi mà trúng toàn là cái đồ gì đâu không à, ngại quá. Thôi lụm nha.